Bây giờ sẽ là bảng áp đứt đáng quá. Chắc chỉ ăn được đường trên thôi. Đường trên đường dưới là toàn hơn 2000 ấy. Không thể ăn được. Cỡi xung quanh vật khổng lồ khá đứng trước nhưng mà nó lại chậm chạp nên dễ dàng ra tay đấu với nó hút đỏ này đấy hút 3 sao 839 bây giờ 15/30 38% máu, sợ thật. Tôm mạnh như thế mà ăn đòn và hút gần như là mất rất nhiều máu luôn. Chưa tôm bắt đầu. Các tình hôm nay còn 893 máu gặp vô lê 893 sức mạnh. Hay quá, chiến thuật của vô đê đã chiến thắng.